Thì có bạn hỏi là làm thế nào mà khi khách hàng comment trên từng sản phẩm á, thì nó sẽ tự nhảy thông tin của sản phẩm đó. Ok, thì ở đây chẳng hạn thì chúng ta sẽ có cái như sau. Ví dụ chẳng hạn, đây là một bài viết mình làm thử nghiệm. Đấy. Thì ví dụ chẳng hạn, trong bài viết này thì nó đang có chứa là ba hình ảnh tương ứng với ba sản phẩm. Thì nếu mà chúng ta comment ở các bài viết khác nhau á thì nó sẽ trả lời khác nhau. Đây mình đã thử comment ba và nó tương ứng, nó sẽ trả về là sản phẩm nào giá bao nhiêu. Nếu sản phẩm này nó có giá hơn này, sản phẩm này giá đây, sản phẩm này giá như thế này. Thì cái này thì trước kia mình có hướng dẫn thì chắc mọi người quên và chắc Phil hoàn toàn làm được. Thì để làm được cái chuyện này á thì chúng ta sẽ vào cái chat field này. Chúng ta sẽ vào cái mục thu hút này. Sau đó chúng ta sẽ thêm điều kiện này. Và bắt buộc chúng ta phải thêm cho từng sản phẩm từng cái hình ảnh một. Ví dụ chẳng hạn bây giờ mọi người muốn là cái hình ảnh này chẳng hạn, mọi người thấy không? Ví dụ đây đường link này nó thay đổi này. Đó. Ví dụ mọi người muốn là nó sẽ trả tiền cái giá sản phẩm này chẳng hạn, thì mọi người sẽ copy nguyên cái đường link này, copy đấy, bỏ cái đường sau ra nhé, và chúng ta sẽ xử lý ở đây này, đấy, dán vào đây. Đó, đây chúng ta sẽ cài đặt đặt tên thôi, sản phẩm này, link chính xác này, tất cả comment này, đấy thì nó sẽ báo giá. Thì chúng ta lưu lại. Và nếu mà nhiều ảnh thì chúng ta phải làm như vậy thôi. Thì nó sẽ báo cho từng sản phẩm một, giá sản phẩm nào, bán sản phẩm đó. Thì cái cách làm này nó hơi thủ công, nhưng mà nếu chúng ta có tầm chục sản phẩm thì chúng ta làm vẫn được. Hoặc là chúng ta có nhân viên nhiều thì chúng ta cho các bạn đó làm vẫn được. Không có sao hết. Ok. Chúc mọi người thành công nhé.